Chào mọi người, ngày nay là Khoa với ông thần Sóc Trăng, ông Dạ Nguyễn đi qua bên Cai Lậy Tiền Giang câu, nhưng mà rất tiếc là không có sân chơi anh em ơi. Hai anh em tới chỗ cần câu hồi trưa xuống chùm nho theo lòng phòng nè, thì giăng lưới quá trời luôn đó, giăng lưới một phần. Bây giờ Khoa sẽ quay cái chỗ câu cho anh em coi, quá trời luôn. Đây đây là bãi cầu, cái bãi cầu chính là ở đây, nhưng mà hai anh em không có vô được, bây giờ hai anh em đứng chờ chơi nè. Người đứng chờ thợ, đứng Đó, đợi tới tài hai thôi. em đứng đứng đợi thôi, giờ Tài giờ sắp hàng, chừng nào mà có ai về á mình xin vô. sẵn vô liền. Và đây mọi người, đây là cái bãi câu chính, thì hiện tại người ta quá trời luôn. Đó, thì một số anh em không có chỗ câu đứng sắp hàng nè, ngồi đợi. Nói chung là rất là đông anh em. Tại chí mấy kia để chạy cái gì đó mẹ cứ đùi hết trơn. Ủa trời giờ mình coi ké cá của mấy anh em câu nha. Đây rồi, cá trôi không à, rồi chào bác. Ủa quá nặng quá, chìm dưới luôn á. Thôi má ơi, thôi thôi nó đẩy cái gió luôn rồi. Lên nha, hàng lên nha, lên nha, lên lên lên, cá nổ liên tục anh em ơi. Hả à, giờ như đây không có chỗ ra trần rồi, không quay rồi mới bóp chỗ đồ quýnh nữa ông nội. Đó, đâu biết một cái xuống chắc giáp cái hồ liền quá. Ngon sắp hàng chứ sao giờ. Đó. Sắp hàng chứ sao giờ. Chắc đồng sáng vậy quá. Hay xuống sáng giờ cũng đâu có chỗ câu đâu, đứng coi không à. Bên kia câu không biết có cá không. Bên kia hả? Nhìn thấy hẳn lên cá cho mày không? Con chọc. Đó, lên. À, bên đây, bên đây ăn nữa nè. Cái gì đó? Dùng lại không rồi kìa. Lắm. Lắm. Vô rồi. À con. Cá này nó kéo cá. À cá nó mấy cần chung lên hay gì nó sợ nó nhả. Dính này đó, nó dùng vô không kìa. Cá chạy vô á. Luôn đi, quấn nhiều mà. Cá thằng chạy vô đó. Vô đi. Đâu? Vô không kìa. Ừ, lộn rồi. Vô đi đặng tao dột. Vô đây năm khe nè, tao dột. Quá suối nè, suối đặng có chỗ ra cây. Quá, để sẵn rồi đó nghe. Để sẵn luôn rồi. Anh hí lên con miếng anh. Mới có ba con nè. Rồi mới có ba con hả? Cái máu thúng thúng nè. Dễ sữa nè. Quan cần cái là tán hết. Nãy ông chưa canh giác kéo luôn. Nữa ha, ngồi đây canh. Đó, đi chỗ khác rồi. Má đi chỗ khác chưa canh giác kéo luôn mà. Thôi giờ để xuống kéo lại đi. Để đâu? Dính đâu? Chú. Nhả luôn rồi. Đó rồi nè, cá chim. Vô. Có dính được rồi. Cá lạ, chắc là ông kiến quá. Nói chung là cũng được kéo. Nhất hồ luôn á. Nhất hồ đúng không? Ông ấy nói là thiệt luôn á. Đang thui kìa. Chim. Rồi rồi, chết chắc luôn. Đi nhậu luôn đi, rồi khỏi tiếp luôn. Ông quên cái màu này đúng không? Quên cái màu này phải không? Đây màu kia kìa. Màu nói chung là chỉ có chim thôi. Dính cá chim rồi, dính cá voi. Chim ơi chim, có biết không chim. Dạ, có hàng. Lên. Rồi không giật. Rồi. Không giật gì chứ. Còn không? Còn hẹn đi. Rồi. Lộn. Từ từ nhé. Thôi chưa à. Lắm. Từ từ. Rồi tét mép luôn. Thế thôi chứ à. Đó, nó chạy vô đó. Cá qua phải nha, cá qua phải anh em mình phải cuốn cần lên nè. Ai bà biết vô. Xuống dưới mé đó, xuống vô. Cá qua phải nè, anh em cuốn cần cho lên cá nè. Cá gì cá gì cá voi nha, cá 10 kg
năm sau á, có 10 năm sau á. Quá tờ gói nồi luôn. Lộn quá cái cây trời. Chết luôn. Đi như cái đường bùi nhồi luôn rồi. Đầy quá. Ổng là cái gọng đó nãy của ổng hả? Tao phải dùng xuống nhau dùng luôn. Mày phải mẹ. Luôn luôn bạn hẹn. Thì kêu dùng. Rồi xong luôn. Lộn lộn cái cặn trắng quá, lộn. Thả xuống đi mùa sau bắt nhỏ quá. Để cho ổng lộn cái cặn quá. Thả xuống mùa sau bắt lại, nhỏ quá. Cá luôn đi. Đó. Vô em không có đi nữa. Em ở đây đợi xíu em về rồi. Bớt cần em mới lên. Cần quá cần. Rồi. Đó, dính rồi. Dính rồi em gu à. Rồi bự rồi. Đó. Ồ. Chà bá luôn. Nó đã ghê không? Tự trắng không? Ngoài có cầu với nghịch miễu anh hả? Dạ có anh. Đây. À, bạn hữu pha dính cá nè. Dính cá rồi giờ lội cũng gỡ nè. Đây là ngoan. Kéo đi kéo lại chưa? Ồ. Hồng má nó nhăn lưới mà nó vui lắm trong đây tao cũng hiu này. Rồi vô nữa. Trời ơi. Trời nha. Lại là cá to nữa nha anh em. Lên rồi. Ok rồi. Nổ rồi, vô rồi. Xiết vô cho nó trôi trôi lên mặt nước ta mới gọi cá trôi. Còn để dưới nó lội lội là cá lội. Cá trôi là phải cho nó trôi trôi. Cho nó trôi vậy á. Trôi vậy đúng không? Vậy rồi. Hết biết luôn rồi, dính công nhận ai luôn rồi. Để đi không quan tâm. Từ từ anh ơi, em cho mượn cái kèm cho nó biết. Mấy con này mập dữ. Không có nhiều cắm rồi. Để chắc chắn của ai hả? Mày kêu cắt ngang cũng chắn chắn đó đó, cắt ngang đó đó. Quá to quá. Vậy nè, tới rồi đó, tới thời ông rồi. Mọi gì, mọi gì? Mắm guốc hả? Rồi là cá to ăn mắm guốc không hờn ơi. Chết luôn rồi. Thơm tanh chua là không ăn ăn mắm guốc không? Cá này đậu ăn hồi lọc. Anh ảnh bắt cá nhẹ nhàng quá. Mấy ông kia ông này thì thôi luôn á. Ồ, bự chứ bộ. Cắm guốc nha. Rồi. Ôi trời bự rồi. Bự rồi. Ben luôn, ben con nó về luôn nè. À. Giật cái té luôn, nhảy cắm đầu dưới luôn. Dưới nhà rồi. Không biết nhà ai luôn. Trắng con khoa chứ bà. Đó rồi hả? À. Rồi dưới nhà tôi rồi ông ơi. Mấy cái trời men cần nhìn xuống. Đẹp. Khổ cây. Trời ơi. Lên luôn đi. Được chưa?
cùi. Chỗ trời đỏ không? Ừ, cá là bự. Đúng rồi, à, chất lượng luôn. Của ông đó. Ừ, hai con, hai cục á. Hai con phải không? Ừ. Hai chim lên con cái nó gì vậy? Trời ơi. Giờ mình không dính thì mình nói thôi chứ sao giờ. Nuốt luôn. Tái bằng tử luôn rồi. Lên cá luôn kìa. Trời ơi. Từ từ xả mua pin cho chạy. Ủa con gì vậy? Bên giỏng luôn rồi, chạy hết nổi rồi. Em có cá lau kiến rồi. Trời đỏ, trời đỏ. Ừ chứ bộ. Mang kiếm gì vậy? Mang cá nhỏ gì vậy? Ủa. Yeah. Vô vô. Sau 4-5 tiếng đồng hồ thì bây giờ Khoa với ông Thần này cũng có được cái chỗ câu. Đang nghỉ xin dữ lắm mới được cái chỗ câu để gác ba cây cần. Quỳ lại đâu không? Cho chúng trình độ lắm. Rồi giờ thì hai anh em bắt đầu ra cần câu nha. Bộ nhà sáng giờ mới lên được con nè. Rồi không có phản ánh nữa nha. Có tục rồi hả? Được cá là vui rồi. Bộ nhà kéo cá rồi đó. Đâu. Thấy ghê. Cá đầu tiên. Có nhớt rồi, vui rồi. Ghê. Bắt đầu nó tới tại mình rồi đó nha. Có tùng rồi phải không? Có tùng rồi đó. Đó, có tùng rồi anh em. Ai cũng bắt cá bự, mình bắt cá nhỏ xíu rồi chạy. Đợi chạy lên, chạy lên. Cũng lên hàng. Lò qua đi. Sáng giờ chạy luôn, mạnh luôn. Hay quá, bự thơ. Đỏ luôn, hay quá. Bự luôn. Đấy, bự á, từ từ, từ từ. Cá cái gì? Dìu 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 cho nó mệt, chạy không? Lên luôn đi. Không, chụp lên xe lụng liền phải không? Ai chụp lên xe qua chia ổng nè. Lấy cái đầu đi ông ơi, tôi lấy khúc đầu á. Có chưa? Có. Má mượn chồng đang xe mới giúp được chứ. Đó. Chắc cứu. Chắc kê. Đây mọi người, ông Vạn, ông Vạn lên cá nữa mọi người. Mình quay sao nó cho cho mình nước chứ nó không được rồi. Con này nó hay. Giải cá qua giải rồi. Cá qua giải nha. Qua lúc đi luôn. Rồi. Qua dính rồi. Qua dính, qua dính, kéo vô luôn. Cá chạy dữ không? Chạy, chạy luôn. Trời ơi, trời ơi. Lôi luôn. Không sao, cá rồi. Cá chạy đồ. Đánh võng, đánh võng. Ê, nhỏ, nhỏ. Ghê. Đó. Có hèn nữa. Ghê, ghê, ghê. Lên cá rồi, con bắt đầu nó tới lượt mình rồi. Thôi xích nè. Qua chia, qua chia liền. Gửi Zalo qua cho. Thử lần á. Rồi, thử lần. Rồi, rồi. Bỏ xuống cái cây nè. Rồi, cả nhỏ ơi. Cả đây. Rồi, luôn á. Cho rồi, ơi. Trời ơi, cá cầm cũng luôn. Dính hai ba lỗi rồi. Ghê. Cá tuyệt vời. Mới vừa trời cái bẹp mà. Xui xui giúp cá bự mà. Cha nha. Ôi nhỏ không cha đâu, trời chắc mình nghe rồi. Đó ông Vạn lên cá. Những cá dầu gheo bạo kìa. Nãy luôn, chơi hết lóc luôn. Ừ. Hay luôn. Bay cá bờ luôn, ông chết thằng sao luôn. Ừ. Mép luôn. Ừ. Đứng về nhà luôn. Ừ không sao. Đi nhà không sao anh ơi. Đi nhà không sao, chơi đi.
Chơi luôn. Chơi luôn. Chơi luôn. Chơi luôn. Chơi luôn. Tập lại không? Tập lại luôn. Tập không thấy mất. Rồi. Tập lại không? Con nó về luôn nè. Đó đó, còn. Trời ơi. Đó đó. À, còn. Đúng rồi. Rồi, đúng. 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 Đúng chơi à. Ha lên góc này chá nắng nhìn được. Cá qua phải nha, cá qua phải. Rồi cá về giữa luôn. Cá về giữa, cá nhảy lên. Cá lên bờ. Cá lên bờ. Cá hợp lại. Hợp lại không? Rồi về nha. Mã nguyện ha. À, hợp lại không? Hợp lại, hợp lại. Không hợp lại, thả lại nha. Đó, hợp lại mà mệt quá. Ủa, bụng người chất nhóc luôn á. Không biết nào quýnh ra tới lưới không nói à. Thôi lấy luôn nè. Đi động luôn rồi sao? Đánh sáng giờ cuối cùng được hai con. Dùng dùng này. Sáng giờ con cũng nhờ cái chùm nho của ô cái chùm đăng khê của ông Tân Phú nè. Cảm ơn Tân Phú nha. Mượn luôn về mốt gặp trả, không gặp thì xu. Rồi, bye bye mọi người, giờ đi về thôi. Chào anh Nhạn luôn. Đó. Rồi, chào anh em Cường Hữu đây luôn. Đây quá, còn lại quá trời luôn. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong những cái video khác nha. Đây là Boss 33 Ca Lậy.